Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạt Commenter. Như tiêu đề của video mình cũng đã đặt, đấy chính là bây giờ mình sẽ tổ chức GA 70.000 sub dành cho các bạn. Và trong đợt GA này các bạn sẽ có một phần quà rất chi là đặc biệt cũng như là rất là thú vị. Về giải đặc biệt các bạn sẽ có ở đây, đấy chính là một con rồng MSI cơ rất là to. Thường các bạn sẽ có thể được tặng những con rồng bé bé, nhưng mà con này siêu to luôn. Với giải đặc biệt các bạn cũng sẽ có thêm một con chuột MSI Plus GM40 ở đây. Với con chuột này thì mình nhìn bên ngoài nó cũng kiểu thiết kế là theo kiểu là đối xứng, cầm vào thì nó sẽ phù hợp với cả nhiều người hơn, nhưng mà mình thấy con này không nổi bật lắm. Và về giá thì mình cũng không biết, bởi vì cái này mình được tặng thì mình sẽ là tặng lại cho các bạn thôi. Ngoài giải đặc biệt này ra, các bạn sẽ còn có giải nhất nữa. Đấy chính là, đầu tiên thì của giải nhất các bạn sẽ có một cái pet chuột. Đây là một pet chuột cỡ đại của MSI, mình có thể mở ra cho các bạn xem. Đây, một pet chuột rất là to. Đây, ngoài to và dài ra thì đây, mình để hơi cao thì nó cũng rất là dày. Nên là khi các bạn có kê tay hay là kê tay để gõ phím hay là gõ chuột thì đấy, nó cũng rất là êm tay. Ngoài ra phần bề mặt này rất mịn, thế nên là mình đánh giá nó rất là cao cấp. Ngoài giải nhất là một chiếc pet chuột ra thì các bạn sẽ có thêm ở đây, đấy chính là một chiếc chuột là MSI DSB1 của MSI. Thực ra thì mẫu chuột này là một mẫu chuột phổ thông của MSI, thì nếu như các bạn thường tham gia những sự kiện của MSI thì các bạn có thể biết là mẫu chuột này rất hay được tặng với các sự kiện của MSI. Đây thì với giải nhất các bạn sẽ có một chiếc pet chuột cỡ đại của MSI cũng như là một mẫu chuột là MSI DSB1. Tổng kết lại thì các bạn sẽ có hai giải. Với giải đặc biệt của các bạn sẽ là một con chuột MSI Plus GM40 và một con rồng MSI rất to. Đây sẽ là phần quà giá trị nhất. Và với giải nhất các bạn sẽ có một chiếc pet chuột cỡ đại cũng như là một con chuột DSB1 của MSI. Và làm sao để các bạn có thể nhận được hai giải thưởng này thì đầu tiên các bạn hãy nhớ, đấy chính là các bạn đã chắc chắn đi là các bạn đã subscribe channel YouTube của Hạt Commenter. Sau đó thì các bạn hãy share đường link mà mình để dưới phần mô tả của video ở chế độ công khai, đường link mà mình để dưới phần mô tả video chứ không phải là video này đâu nhá. Và tiếp theo đó nữa, khi mà các bạn đang share thì các bạn hãy tiếp tục là tag thêm 3 người bạn của mình vào nữa. Và thao tác này sẽ là thao tác quan trọng nhất của các bạn này. Đấy chính là các bạn hãy comment một chữ số may mắn có 3 chữ số vào đường link mà mình để dưới phần mô tả của video. Vào đường link chứ không phải là vào video nhá. Và sau đó thì mình sẽ dựa vào kết quả của giải đặc biệt, kết quả xổ số miền Bắc vào ngày 12 tháng 9. Và mình sẽ dựa vào là giải đặc biệt, mình sẽ chọn ra 3 số cuối cùng của giải đặc biệt đấy. Ai sẽ là người có kết quả chính xác nhất và nhanh nhất thì đấy sẽ là người đạt giải đặc biệt. Và nếu như không có ai mà trùng với cả 3 con số đấy thì mình sẽ chọn ra người có chữ số thấp nhất, gần đúng và cũng như là nhanh nhất để các bạn có thể nhận được giải đặc biệt này. Và tiếp theo, người làm sao để các bạn có thể nhận được giải nhất thì đấy chính là người may mắn tiếp theo, và người có kết quả chính xác tiếp theo thì sẽ là người nhận được giải nhất này. Và các bạn hãy thực hiện những thao tác trên thì các bạn sẽ là người may mắn trúng giải đặc biệt và nhất là con rồng ấy nhá, các bạn hãy nhớ nhá. Và chúc các bạn may mắn.